Chào các em, chúng ta sẽ học bài luyện tập trang 6. Bài 1, tính. Sáu trăm. 367 cộng 120. 7 cộng với 0 bằng 7. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. 487 cộng 302. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 85 cộng 72. 7 cộng 2, 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 8 cộng 7 bằng 15, viết 15. Chú ý phép tính này, kết quả đấy. Viết số 1 lệch sang hẳn bên nha. Số 5 viết thẳng số 7 và 8, số 1 lệch sang hẳn bên trái so với số 5. 108 cộng 75. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 1 hạ 1, viết 1. Ta thấy hai phép tính đầu là hai phép tính không nhớ, hai phép tính sau là hai phép tính có nhớ. Và ở đây là hai phép tính có nhớ đúng không? Đây hai phép tính không có nhớ. Bài 2, đặt tính từ tính. Thì A, 367 cộng 125. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Vậy ở đây ta thấy là có nhớ đúng không? Phép cộng này có nhớ, nhớ từ hàng đơn vị sang hàng chục. Tiếp theo, 487 cộng 130. 7 cộng 0 bằng 7, viết 7. 3, 8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Ở đây ta thấy là có nhớ từ hàng chục sang hàng đơn vị, từ hàng chục sang hàng trăm. Ý C, bài B, 93, 58, 3 cộng 8 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 9 cộng 5 bằng 14, thêm 1 bằng 15, viết 15. 168 cộng 503, 3 cộng 8 bằng 11, viết 8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 6 cộng 0 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. Như vậy ta thấy là bài này là đều là các phép tính có nhớ hết. Bài 3, giải bài toán theo tóm tắt sau. Như vậy ở đây thì chúng ta chỉ được làm bài giải thôi vì nó có tóm tắt rồi, ta phải giải bài toán theo tóm tắt đúng không? Tóm tắt, thùng thứ nhất có 125 lít dầu. Đây. Thùng thứ hai có 135 lít dầu. Cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? Vậy khi người ta nào người ta đã hỏi là cả hai thì phải cộng cả hai với nhau rồi, đúng không? Cộng thùng này với thùng này lại thì ta sẽ có tất cả là bao nhiêu lít dầu, đúng chưa? Vậy bài này sẽ làm phép tính cộng. Cả hai thùng có số lít dầu là 1 lít, người ta biết lấy lít sang lít. Ngoài ra chúng ta sẽ có câu trả lời khác, đó là gì nhỉ? Số lít dầu cả hai thùng có là được. Ta lấy số lít dầu thùng thứ nhất là 125 cộng 135 ở lít dầu thứ hai cộng vào. Ta sẽ bằng 160 lít. Lít ở đây chúng ta viết đơn vị nhá, ký hiệu đơn vị lít là L. Đáp số 160 lít, ký hiệu nha, dầu. Bài 4, tính nhẩm. 310 cộng 40. Ta thấy 10 cộng 40 bằng 50 đúng không? Vậy 310 cộng 40 bằng 350. 100
50 cộng 250. Ta nhầm, 100 cộng 200 bằng 300 đúng không? 50 cộng 50 bằng 100 đúng không? Nhớ, 50 cộng 50 bằng 100. Vậy 100 cộng 200 bằng 300, vậy nhớ 300 thêm 100 nghĩa là 400 đúng không? Vậy chỗ này sẽ bằng 400. Đấy. 450 trừ đi 150. 50 trừ 50 rồi, hết rồi đúng không? Cái hàng đơn vị và hàng chục này trừ nhau hết rồi. Vậy 400 trừ đi 100 bằng 300 đúng không? Vậy 450 trừ đi 150 bằng 300. 400 cộng với lại 50 bằng 450. 305 cộng với 45. Ta thấy 305, ta lấy 5 này cộng với 45 bằng 50 đúng không? 50 cộng 300 bằng 350. 515 trừ đi 15, ta thấy lấy 15 trừ đi 15 hết rồi đúng không? Còn 500. Còn 500 bằng 500. 100 trừ 50 bằng 50. 950 trừ đi 50 bằng 900. 515 trừ đi 415 bằng 300. Ta lấy 5 trừ 5 đúng không? 15 trừ 15 hết rồi, đến hàng trăm. Đến 500 trừ 400 bằng 100, lại bằng 100. Đấy. 5. Vẽ hình theo mẫu. Chúng ta để ý đếm. Ở đây chúng ta đếm xem là cái đầu này, cái chỗ tai này là vẽ như thế nào. Lấy cái tai này vẽ bằng một nửa ô vuông đúng không? Cái chính cái ô vuông to này ta kẻ chéo ra từ góc này ra góc này đúng không? Đấy là cái tai của nó đúng chưa? Một nửa ô. Và kéo cái đoạn này là hai ô, một ô hai ô đúng không? Hai ô to này. Đấy. Còn từ đây sang đây, độ rộng của nó là 1 ô, 2 ô, 3 ô. Đấy. Còn đây cũng là chỗ này là 1 ô này và cái chỗ này là nửa ô. Đấy, và đây ta xem chiều dài của nó. Chiều dài của cái này, chiều rộng của nó đã nhá. Từ trên xuống đây cái mình của con chó này. Từ hai con mèo đúng không? Mình con mèo con chó ở đó. Ta thấy là từ đây sang đây chính là 1 2 3 ô đúng không? Và độ rộng của nó là cao của nó là 3 ô và độ chiều dài của nó là mấy ô? Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. Đấy, ta đếm 6 ô. Và ta vẽ, ta đánh dấu vào. Ta thấy cái chỗ này là cái chân của nó là 1 ô, đúng không? Xuống bên dưới cái chỗ dấu cái trên này, ta xuống 1 ô dưới này, 1 ô, đây 1 ô. Và cái đuôi là 1 ô. Nhìn đấy.